Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng D nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Nissan Tiana, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và tên đăng ký vẫn là một chủ từ đầu, biển nguyên biển 4 số các bạn nhé. Đây, biển nguyên biển 4 số này, 30V7233 các bạn nhé. Đấy, tên đăng ký vẫn là biển Hà Nội và một chủ từ đầu các bạn nhé. Và còn nguyên đầy đủ hết tất cả các thứ từ hóa đơn VAT từ lúc chủ xe mới mua các bạn nhé. Và chiếc xe này thì còn nguyên bản và đặc biệt là đồng hồ công tơ mét chạy 15,2 vạn cũng là chuẩn. Chúng tôi cam kết với quý bạn là cái đồng hồ này chúng tôi không tua nhé. Và chiếc xe thì còn rất là đẹp, giá thành thì cũng rất là hợp lý thôi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những năm 2009, 2010 thì những chiếc xe sedan hạng D ở Việt Nam mình được nhập về rất là nhiều. Ví dụ như Nissan thì có con Nissan Tiana này, Toyota thì có con Camry 2.0 đấy, và Honda thì có con Accord, Mazda thì có Mazda 6, còn Hyundai thì có con Sonata nữa các bạn nhé. Đều là những chiếc xe nhập khẩu và ở cái phân khúc này toàn là 2.0 hết. Và giá của những chiếc xe này ở lúc thời điểm 2009, 2010 mới tinh là dán ra cái thời điểm đấy là toàn 48.500 đô các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều tiền. Nhưng sau những năm tháng sử dụng thì bây giờ chiếc xe này là có giá đang rẻ nhất, chúng tôi bán chỉ hơn 200 triệu đồng thôi các bạn ạ. Nhưng những chiếc xe Camry hoặc những chiếc xe Accord cùng tuổi, cùng đời, giá mới bằng nhau, nhưng bây giờ những chiếc xe Camry hoặc Accord thì có giá phải trên 300 cơ các bạn ạ. Chiếc này là rẻ nhất, nhưng đi thì là không phải tôi nói là tôi bán chiếc xe này, tôi nói là đi chiếc xe này thích đâu các bạn ạ. Đơn giản là vì khung gầm thân vỏ của những chiếc xe Nissan rất là dày các bạn ạ, cho nên đi rất đầm, rất chắc. Quý vị các bạn nào mà không tin thì đến cửa hàng chúng tôi cho quý bạn đi thử chiếc này, sau đó quý bạn đi xem một chiếc xe Camry hoặc một chiếc xe Accord cùng đời thì quý vị và các bạn sẽ biết được ngay là chất lượng nó như nào, đi nó đầm nó chắc như thế nào các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe ở phân khúc hạng D thì trang bị option thì rất là nhiều rồi các bạn này. Ví dụ như khóa thông minh, đề nổ start top, gương chiếu hậu gập điện, và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu auto các bạn nhé. Tự bật điện lên là gương mở và tắt start top đi là gương gập các bạn ạ. Kế ra, kế điện, điều hòa tự động, option thì không còn thiếu cái gì đâu các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn các bạn nhé, và không ngập nước, còn nguyên bản hết tất cả đây các bạn này. Đấy, lốp cũng rất là đẹp rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tiana 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tiana 2010 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới lấy về trong buổi chiều ngày hôm qua. Chúng tôi còn chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì đâu. Chẳng qua là vừa mới đi quay thì ra kia là đường hôm nay. Đêm hôm qua là đường nó mưa, đường ướt cho nên là tôi phải vừa mới vào cái chỗ rửa xe, cái tôi rửa qua, phục qua cái bên ngoài đi thôi, chứ còn chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy đâu các bạn nhé. Đấy, nhưng cơ bản là chiếc xe rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, mới lăn bánh có 15 vạn km thôi. Về cái phần thân vỏ bên ngoài thì các bạn đây ạ, nước sơn zin của xe còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, nước sơn zin này, tôi quay ở cái góc này cho các bạn xem này. Nhìn nghiêng là thấy được cái nước sơn zin của xe còn rất là nhiều nha.
Tuy nhiên là những chiếc xe mà chạy ở đường Hà Nội thì nó cũng có đôi phần xước sát đấy các bạn này. Xước sát rất là nhỏ này, phải quay sát máy vào thì mới nhìn được thấy những cái vết xước ở cái phần thân vỏ của chiếc xe như này đây. Xước sát rất là nhỏ thôi các bạn ạ, phải nhìn thật sát vào, phải nhìn thật tinh thì mới thấy được những vết xước. Bởi vì những chiếc xe mà chạy ở đường Hà Nội này thì không thể tránh khỏi được cái việc xước sát nhỏ nhẹ như này các bạn ạ. Đấy, nhưng mà chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có làm gì đâu, đấy vết xước như thế này. Với những vết xước như chiếc xe này thì chúng tôi cũng chỉ việc đánh bóng lên một chút thôi là nó sẽ đẹp ngay các bạn ạ. Đấy, nhưng mà chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, chưa có đánh bóng, chưa có dọn rửa gì các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi, một chiếc xe 2010, bắt đầu đăng ký sử dụng là năm 2010, tính ra đến bây giờ thì cũng đã được 13 năm sử dụng rồi các bạn nhé. Nhưng cơ bản là chiếc xe rất là đẹp này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp. Toàn bộ từ những cái cụm đèn trước này, mặt ca lăng còn nguyên bản hết luôn các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, cụm đèn này, phía bên dưới thì xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi này. Đấy, đèn gầm, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và lốp đây thưa với quý vị và các bạn này, dàn lốp này là chủ xe thay từ năm 2018 mà còn đẹp như này đây các bạn này. Cả dàn lốp 2018 mà còn đẹp còn mới như này các bạn thấy đây ạ, thì mới biết được là một chiếc xe đi quá là ít các bạn nhé. Từ 2018 đến bây giờ 5 năm sử dụng lốp rồi mà cái dàn lốp còn đẹp như vậy đấy ạ. Đấy, dàn lốp này 5 năm sử dụng rồi mà còn dày đẹp như thế này, điều này chứng tỏ chiếc xe đi rất là ít luôn quý vị và các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gương chiếu hậu gập điện các bạn nhé, và gương chiếu hậu này auto tự bật điện lên là gương mở ra, còn nếu tắt điện đi thì gương nó sẽ cụp lại. Đấy, auto rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Cửa bên lái, cửa bên phụ đều có bấm tay để mở cửa đây các bạn nhé. Còn đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đèn phanh này được trang bị là cái giải đèn LED các bạn nhé. Đèn phanh này là đèn LED rồi này. Đấy, toàn bộ chữ này, logo này còn nguyên bản này. Đèn phanh này, đèn hậu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn tổng thể ở cái phần bên ngoài này là nước sơn zin còn nguyên bản còn rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, và ở những chiếc xe sedan phân khúc D thì các bạn xem đây ạ, rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất là đẹp vì thiết kế dài rộng đấy, cho nên là chạy rất là đẹp các bạn nhé, nhìn rất là sang. Với những chiếc xe ở cái phân khúc D, giá thành bây giờ thì rất là rẻ các bạn ạ, chỉ hơn 200 triệu đồng quý vị các bạn bỏ ra, nhưng đi thì lại đổi lại cho chúng ta là đi sang. Thứ nhất là sang, thứ hai là an toàn. Tại sao tôi nói lại an toàn các bạn ạ? Tại vì với thiết kế khung gầm thân vỏ của những chiếc xe này rất là chắc chắn đấy, cho nên và lại dài nữa, cho nên là nếu như không may có bị va chạm gì cả thì các bạn có thể nói là yên tâm cho chúng ta ngồi trong xe rồi, yên tâm cho những người ngồi trong xe, bởi vì thiết kế nó dài như này các bạn này, cái phần đầu cũng rất là dài, phần cốp sau cũng rất là dài, cho nên là an toàn cho những người ngồi ở trong xe luôn quý bạn nhé. Đấy, phải nói là rất là đẹp rồi các bạn này, chỉ hơn 200 triệu đồng. Nếu cái giá tiền này quý vị và các bạn đi mua xe bây giờ cũng chỉ mua được những chiếc xe Morning i10 đời cao hơn một chút thôi, chứ cũng chưa mua được xe gì mới đâu các bạn nhé. Đấy, mà bây giờ nếu như chúng ta mua chiếc xe này, chúng ta đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan phân khúc hạng D số tự động rồi các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài thì đều rất là đẹp, rất là mới như này rồi các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option mà Nissan đã trang bị cho chiếc Tiana 2010 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa phía trước bên lái ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản các bạn nhé, chắc chắn với quý bạn là cam kết với quý vị bạn là keo chỉ cánh cửa của con này, táp bi cánh cửa này, đấy, vô lăng, cần số này, táp bi đều rất là đẹp các bạn này. Nội thất thì xe cũng đã được trang bị sẵn là nội thất ghế da cao cấp các bạn nhé, nội thất ghế da cao cấp này, ghế lái chỉnh điện này, đấy, ghế lái là đã chỉnh điện rồi các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì quý bạn thấy đây ạ, vô lăng cần số này đều rất đẹp, rất là mới này. Và Nissan cũng đã
thiết kế cho chiếc Tiana này được kết hợp với toàn bộ vân gỗ các bạn nhé. Vân gỗ này rất sang trọng và rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, đây là về cái phần đằng trước này. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã ốp giả carbon, cái này là ốp để chống xước thôi các bạn này. Đấy, điều này là chứng tỏ thấy được là chủ xe cũng rất là cẩn thận các bạn nhé. Bóc cái ốp này ra là trong nó còn mới này. Bên dưới cũng đã được thiện trang bị là thảm lót sàn 5D. Đấy, thảm lót sàn 5D đầy đủ rồi các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên này, chúng tôi cam kết còn nguyên này. Tắp bi cánh cửa đây, tắp bi cánh cửa thì cũng rất là mới này. Toàn bộ bước vào bậc cửa, chúng ta nhìn cái bậc cửa này, chúng ta đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận này. Thảm lót sàn 5D vừa bảo vệ sàn sạch sẽ và lại làm cho chiếc xe nó sang trọng hơn ạ. Mở cánh cửa nhìn vào trong rất là sang trọng. Và ở cái phân khúc hạng D này thì cái khoang sau này rất là rộng các bạn nhé. Khoang sau ngồi rất là rộng này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, và đằng sau này là nguyên bản của những chiếc xe này đã có màn hình nhé. Ba màn hình. Đấy, đằng sau này là hai màn hình, nhưng mà bây giờ là chủ xe đã bọc cái màn hình này lại là không xem nữa, tại vì bây giờ không dùng đến những cái màn hình này, mà bây giờ là dùng màn hình Android đằng trước mà chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần này. Tắp lô tắp bi này. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật thêm một nấc AC, tức là bật thêm một nấc điện nhé. Chìa khóa này, start top này. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây. Thưa với quý vị và các bạn, với cái đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là nguồn gốc rõ ràng, chúng tôi biết là nguồn gốc rõ ràng, chúng tôi mới dám cam kết là đồng hồ chúng tôi không tua và còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, vô là nhìn đồng hồ có đẹp hay không chúng ta cũng phải xem cả về cái phần này. Cần số này, vô lăng này, cần số này. Và cái táp bi này, các bạn xem này, chạy nhiều hay chạy ít chúng ta phải xem vào đây ạ. Và phiên bản này thì nguyên bản là đã có đầu CD 6 đĩa này. Chiếc xe này option ngày xưa trang bị nhiều lắm cơ các bạn ạ. Đầu CD 6 đĩa này, lại còn đầu DVD ở đằng cúp. Đây, cúp này còn một cái đầu nữa này. Đấy, đây một cái đầu này, nguyên bản này. Và cúp sau lại còn một cái đầu nữa cơ. Đấy, ở những chiếc xe này trang bị rất là nhiều đầu. Nhưng bây giờ thì gần như chúng ta lại không dùng đến những cái đầu này. Bây giờ là còn nguyên bản đầu này thôi. Đấy, bây giờ thì chủ xe cũng đã thay một cái màn hình Android này là nó dùng tất cả luôn rồi các bạn này. Đấy, màn hình Android này đã có YouTube rồi các bạn này. Đấy, YouTube nhé, bây giờ hiện nay nó đang không có mạng. Ở đây là đang không có mạng. Đấy, ở đây là hiện nay là đang không có mạng nhé. Cho nên là tạm thời bỏ cái YouTube này đi. Đấy, đây là cái màn hình các bạn nhé. Màn hình mà chủ xe đã lắp thêm này. Nhìn về cái phần trần các bạn xem này. Toàn bộ những cái phần trần này đều rất là đẹp này các bạn này. Đấy, ở những cái xe phân khúc hạng D ngày xưa mua là tiền tỷ. Với những năm 2009, 2010 bỏ ra tiền tỷ mà mua một chiếc xe này thì cũng không có nhiều từ khách hàng giàu như vậy đâu các bạn ạ. Cũng ít thôi, không nhiều. Cho nên là gần như là người ta sẽ giữ gì. Đấy, ở cái phân khúc hạng D này đều giữ gì cho những cái phần nhựa này. Đều mới lắm các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem ở cái phần cốp sau các bạn nhé. Đây là nhìn bên ngoài thì tôi cũng giới thiệu sơ qua. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi này, cảm biến lùi sẵn nguyên bản theo xe các bạn nhé. Và cốp sau thì chúng ta có thể bấm ở trên táp lô hoặc chúng ta có thể bấm tại chìa khóa này. Khóa này là cũng là khóa thông minh và có cốp điện rồi này. Đấy, tôi đã bấm mở rồi nhé. Và bây giờ ra là việc nâng lên. Cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn, từ những cái phần ốc cốp các bạn nhé. Đấy, ốc cốp sau này đến keo chỉ cốp sau là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị tháo ra ở cái phần cốp sau đâu các bạn này. Và ở cái xe sedan phân khúc hạng D này thì với thiết kế chiều dài cơ sở của chiếc xe này là lên đến 5m cơ các bạn ạ. Đấy, cho nên là cái phần cốp sau này rất là rộng các bạn này. Đấy, cốp sau rất rộng và đặc biệt là toàn bộ về chủ xe rất là cẩn thận này, đã có một cái lót bằng cao su này. Dưới đó là lót bằng nỉ nguyên bản của xe này, còn rất mới này. Đấy, và tiếp dưới nữa là cái bộ đồ nghề kích này. Bộ đồ nghề mới kích này là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đồ nghề mới kích này là nguyên bản, chưa dùng đến, bởi vì cái lốp sơ cua dưới này cũng còn mới tinh này. Lốp sơ cua dưới này còn mới tinh, chưa dùng đến đây các bạn này. Đấy, lốp sơ cua ở những chiếc xe nhập khẩu thì được thiết kế nó nhỏ hơn, cho nên là cũng ít người dùng. Lốp sơ cua là còn nguyên các bạn nhé. Đấy, cái cốp này rất là dày dặn cho nên là nó nặng lắm các bạn ạ.
Đấy, thiết kế của những chiếc xe Nissan nói chung, khung gầm thân vỏ đều rất dày. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau này toàn bộ là những cái keo chỉ của cánh cửa này. Keo chỉ là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đến ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn đấy. Và nội thất phía sau thì các bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ những cái phần ghế da đằng sau này cũng ít người ngồi cho nên là nó rất đẹp này. Đấy, ghế da đến những cái phần nỉ trần đều rất mới nhá. Một chiếc xe mà chúng tôi chưa có dọn dẹp đâu các bạn này. Đây, những cái này là hơi bẩn rồi này, bẩn đây nhá, nhưng mà đánh đi cái là nó sẽ hết ngay. Đấy, dọn dẹp nội thất đi cái nó đẹp ngay ạ. Nhưng tôi còn chưa dọn chiếc xe này cơ các bạn nhé. Đấy, tại vì những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này thì gần như là người ta rất giữ gìn, cho nên là có thể cầu kỳ hơn thì dọn thôi, chứ còn nếu như không cần thì không cầu kỳ lắm thì cũng không nhất thiết phải dọn các bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Đấy, cánh cửa bên phụ này, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ trên cánh cửa này là cũng còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ này, cánh cửa này. Đấy, đều rất đẹp này. Với thiết kế kết hợp giữa phần da, phần nhựa, phần ốp vân gỗ này, tạo lên chiếc xe rất là sang trọng quý vị và các bạn nhé. Đấy, sang trọng này. Đấy, vô lăng thì đã được tích hợp các phím điều khiển này, có cả cruise control này, kiểm soát hành trình này. Đấy, có cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy. Đấy, tất cả đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất này, ghế da, cái ghế bên phụ này cũng ít người ngồi hơn cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nhìn lại một lần nữa trên cái phần vô lăng này, táp lô này. Đấy, vô lăng cần số táp lô này đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn nhé, chiếc xe này thì tôi cũng lấy về cũng chia sẻ là chiếc xe này là cũng bắt đầu mới bảo dưỡng lại quý bạn nhé. Đấy, mới bảo dưỡng lại cũng rất là nhiều hạng mục bảo dưỡng của chiếc xe này, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì khẳng định với quý bạn là yên tâm sử dụng, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi quý bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng D thì Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Tiana này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy, kết hợp với hộp số tự động quý bạn ạ. Và điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này thì là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ những cái ốc cabo này. Đấy, cabo còn chưa tháo nhé, thì là đương nhiên là cái cabo này là sơn zin nguyên bản rồi. Keo chỉ của cabo này, keo chỉ cabo này, tất cả là còn nguyên bản hết luôn nhé. Như con ốc ở trên cabo này là còn nguyên này, tem cabo các thứ là cũng còn nguyên, chưa có một cái vết sơn vết tháo nào các bạn nhé. Đấy, đấy, ốc cabo này còn nguyên này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhá. Phần đầu các bạn phải xem kỹ này. Đấy, cái mặt ca lăng ở đằng sau này chưa có vết tháo luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này thì các bạn nhá, chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là động cơ này là còn nguyên bản, chưa có bị ngập nước, chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhá. Đấy, và chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả, để nguyên đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Chưa có dọn dẹp tí nào, còn nguyên mộc mạc như những chiếc xe mà đang sử dụng. Đấy, ốc yếc là còn nguyên bản hết này. Chưa có dấu hiệu, chưa có dấu vết đâm đụng hay là va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Động cơ 2.0 đi rất là khỏe và chắc chắn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Nissan Tiana 2010 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 15 vạn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là đồng hồ cũng còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Giá cả chúng tôi có thể thay đổi, cho nên là tôi sẽ để giá ở ngay cái tiêu đề video các bạn nhé. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn
hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là nhiều quý vị và các bạn là có thể là lại bảo là sao không tôi không đọc giá luôn, thì thưa với quý bạn là cũng có nhiều cái vấn đề nữa như này. Ví dụ như chúng tôi vừa mới mua chiếc xe về, chúng tôi đang bán, tôi ví dụ là tôi mua cái chiếc xe này về là 250 triệu chẳng hạn, tôi muốn bán là 260 triệu chẳng hạn đấy, nhưng tôi lại đọc là bán là 260 triệu, nhưng trong thời gian mà tôi về tôi dọn dẹp này, bảo dưỡng này, nó phát sinh thêm chi phí, tôi lại bán cao hơn một chút nữa chẳng hạn, thì là tôi lại báo giá trước rồi, thì là thay đổi nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên là tôi để luôn cái giá ở trên tiêu đề video nhé, trên tiêu đề video thì tôi có thể thay đổi được các bạn nhé, còn là tôi nói này thì là nó khó thay đổi hơn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.